Xin kính chào các quý vị khán giả đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một chùm tinh thể thạch anh pha lê, đá nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Đây là những điểm nó bị nhiễm phèn, nó hơi có màu ố vàng này. Cái này về mọi người chịu khó rửa là nó sẽ sạch thôi. Đây là nhiễm phèn trong tự nhiên. Đấy, chùm thạch anh pha lê xin quay tổng quát cho quý vị cùng xem. Thạch anh pha lê, dòng thạch anh trắng, đây là một trong những cái dòng có nguồn năng lượng rất là tốt trong phong thủy. Nó giúp cho người dùng có tác dụng là trấn trạch trừ tà, tăng thêm vượng khí cho gia chủ. Thạch anh trắng thì về năng lượng của nó thì trong các dòng thạch anh nó chỉ đứng sau thạch anh tím và thạch anh đen, một trong những cái dòng có năng lượng rất chi là tốt. Mẫu này thì có bề ngang này, nó là 17 cm. Và điểm rộng nhất ở điểm này nó là 10 cm. Và chiều cao ở điểm cao nhất từ trên đỉnh đá này xuống dưới này nó là 8 cm. Và có khối lượng của đá nặng là 900 g. Và hiện cái mẫu thạch anh pha lê này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 500.000 đồng. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi để chốt đơn hàng. Cam kết là hàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, nếu mà sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà quý vị đã phải bỏ ra để kiểm định giám định nếu chúng tôi bị sai sót. Mọi người có thể kiểm định ở tất cả các trung tâm kiểm định đá quý ở trong nước cũng như ở trên toàn thế giới. Ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà kênh của tôi hàng ngày sẽ giới thiệu các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên, đá quý, đá phong thủy đến cho các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.